Kính thưa quý chủ tịch đoàn, kính thưa toàn thể quý đồng nghiệp ở các bệnh viện, cho tôi gửi lời chào đầu tiên đến tất cả quý đồng nghiệp trong giữa đại dịch của Việt Nam ngày này. Hiện tại thì anh em cũng đang chiến đấu với lại đại dịch, thì chúng ta vẫn có những bệnh lý khác để chiến đấu, đó là tăng huyết áp. Và hôm nay được sự tín nhiệm như là mời của công ty Beatrice Milan Upjohn cũng như là Đại học Y Hà Nội, thì chúng tôi xin có bài nói hôm nay với chủ đề là lựa chọn thuốc đơn giản và hiệu quả trong điều trị tăng huyết áp. Thực ra đây là một chủ đề rất là phổ biến, và hiện tại thì chúng ta đi chủng ngừa cho các bệnh nhân, tức là khám tiền phẫu, chúng ta vẫn gặp những tình trạng tăng huyết áp và chúng ta phải sẽ giải quyết. Như vậy thì chúng ta đều biết rằng là các yếu tố nguy cơ tim mạch đó, trong bệnh tim, thì theo nghiên cứu lớn của chúng ta đã biết là nghiên cứu Framingham á, thì chúng ta đã biết đây là những yếu tố nguy cơ chính. Và yếu tố bốn yếu tố nguy cơ là mỡ trong máu, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể điều chỉnh được, trong đó yếu tố gia đình là chúng ta không có thể điều chỉnh được. Đó, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ mà rất là nặng nề, mà chúng ta dễ dễ phát hiện, nhưng mà nó là một gánh nặng trên cái động mạch vành của chúng ta, và nó gây ra chuỗi biến cố tim mạch cho tới lúc bệnh nhân tử vong. Như vậy thì đây là cái hình mà cái OCT chúng tôi làm mỗi ngày trong phòng thông tin, mà chúng tôi ghi nhận là đây là những lớp xơ vữa mà nó tích tụ trong đây, và càng ngày nó càng hẹp vô trung tâm của mạch máu, và mạch máu sẽ không chảy được, những tác động của bởi các yếu tố nguy cơ này. Như vậy thì chúng ta đều biết là tăng huyết áp ở người trưởng thành là chiếm 40% dân số toàn cầu. Tăng huyết áp là nó sẽ tăng theo sự phát triển của dân số và tuổi tác, như chúng ta đều biết thì càng già thì huyết áp sẽ càng tăng, và nó là nguyên nhân của khoảng 13% các trường hợp tử vong và 7% các gánh nặng bệnh tật tử vong do bệnh tật khác. Nguy cơ suốt đời của bệnh tim mạch ở các bệnh nhân ở 30 tuổi là khoảng 63%, nếu mà so với người bình thường không có tăng huyết áp thì có 46%, như vậy nó gấp rưỡi so với người bình thường nếu như người 30 tuổi có tăng huyết áp. Và như vậy tăng huyết áp là nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong do tim mạch. Như chúng ta đã biết là nó là một kẻ thù, người ta gọi là giết người thầm lặng. Như vậy thì các cái hiệp hội trên thế giới đã ra rất là nhiều guideline và cập nhật mới nhất, đó là guideline của các cái hội, gồm có là hội tim mạch, hội tăng huyết áp Canada, cũng như là cái ESC 2018, cũng như là hội phân hội tim mạch xin lỗi phân hội tăng huyết áp thế giới. Như vậy thì dựa vào ESC 2018 thì chúng ta đều biết rằng người ta chia làm 3 độ, trong đó có độ 1, độ 2, độ 3, và Việt Nam của chúng ta vẫn chia theo có vẻ là tương tự như là hội của tim mạch châu Âu. Đó là 3 độ, độ 1, độ 2, độ 3. Và giai đoạn đầu tiên giữa bình thường và độ 1 đó là bình thường cao, như chúng ta đều biết, và các thông số thì chắc các bạn đã nắm. Như vậy thì cái theo ISH 2020 thì nó vẫn chia theo cổ điển của Mỹ, đó là chia theo hai độ, đó là độ 1 và độ 2, có nghĩa là trên 16 tức là 160, hoặc là trên 100 đối với tâm trương thì người ta đã không chia độ nữa, và như vậy thì chỉ có độ 1 và độ 2, chúng ta đã biết như vậy rồi. Như vậy thì đây là cái bảng chia huyết áp của chúng ta đo theo liên tục hay là đo tại phòng khám, và để chúng ta đều biết thì các thông số khác nhau. Như vậy ý nghĩa của việc kiểm soát huyết áp và yếu tố nguy cơ là như thế nào? Chúng ta đều biết, nếu các bạn ngồi phòng khám ở các tuyến của bạn thì chúng ta, nếu mà chúng ta cho một viên thuốc nào đó mà giảm được 10 mm thủy ngân thì chúng ta đã góp phần giảm được thêm 10% tử vong do bệnh mạch vành, và chúng tôi sẽ giảm bớt cái công việc can thiệp của chúng tôi hơn nếu như các bạn cho tốt cái việc này. Và thứ hai là chúng ta giảm đến 40% tử vong do đột quỵ gây. Vậy rõ ràng các bạn đều biết mình chỉ cần cho một viên thuốc, tức là mình phòng ngừa từ xa, mà cái phòng thông tin của chúng ta nó sẽ giảm bớt rất là nhiều, tới 10% số những trường hợp biến cố mà chúng ta phải làm. Như vậy thì tỷ lệ của bệnh nhân kiểm soát huyết áp trên thế giới thì như thế nào? Rõ ràng chúng ta thấy rằng người ta biết được tăng huyết áp thì cũng khá là nhiều, có nghĩa là 10 người, 9 người biết là mình có huyết áp. Tuy nhiên khi mà đi vào điều trị thì chúng ta rõ ràng chúng ta chỉ kiểm soát được khoảng hơn một nửa số trường hợp là có tăng huyết áp đó mà thôi. Như vậy thì rõ ràng nó là một cái bệnh lý hay là một yếu tố nguy cơ mà chúng ta thấy dễ biết, dễ tìm hiểu, dễ thấy, dễ ghi nhận, nhưng mà điều trị thì rất là khó. Đây là một cái nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam. Thì rõ ràng chúng ta đều biết tháng năm 2000 trong cái hội tăng huyết áp thì 2015 mới công bố, trước đó là 2012 chúng ta công bố bài báo này trên tạp chí quốc tế, thì rõ ràng các nhà khoa học của chúng ta đã làm một nghiên cứu và thấy rằng là nếu 100 người mà chúng ta đem ra đi tìm hiểu thì chúng ta rõ ràng thấy gần một nửa số trường hợp chúng ta có tăng huyết áp. Tuy nhiên một nửa số trường hợp có tăng huyết áp thì chúng ta đi vào điều trị thì 90 có chúng ta có được điều trị là 92% số trường hợp, trong đó hơn 7% là chúng ta không có điều trị gì. Như vậy trong số những bệnh nhân điều trị thì chúng ta chỉ kiểm soát được có khoảng chừng 1/3 số trường hợp chúng ta kiểm soát được huyết áp. Như vậy rõ ràng là gánh nặng ở các tuyến để kiểm soát huyết áp thì rất là
còn rất là nhiều, bởi vì hiện tại chúng ta cũng khoảng chừng có khoảng 1/3 dân số chúng ta được kiểm soát huyết áp trong số những người được biết là có tăng huyết áp. Như vậy thì đây là cái tỷ lệ tăng huyết áp của Việt Nam chúng ta, trên một số chung là khoảng chừng 1/4 dân số chúng ta, người lớn là đã bị tăng huyết áp rồi. Như vậy các bạn đã biết cái gánh nặng số lượng bệnh nhân của chúng ta. Nhưng mà trước mắt hiện tại chúng ta đang đối đầu với là một cái đại dịch, cái vấn đề huyết áp nó vẫn còn đó, nó không mất đi, và chúng ta phải tư vấn từ xa qua các cái cuộc hội thảo telehealth giống như Đào bây giờ Hà Nội đang làm rất là tốt, nhất là vấn đề tăng huyết áp thì gần như chúng ta có thể tư vấn được. Như vậy thì nguyên nhân tăng huyết áp, nếu mà chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta điều trị rất dễ. Do đó đâu 90-95% số trường hợp chúng ta không tìm thấy nguyên nhân, tuy nhiên khoảng chừng trên dưới 10% chúng ta có thể tìm được các nguyên nhân, ví dụ như bệnh thận mạng, bệnh máu thận, hay cường endothelial, hẹp neo động mạch chủ, hội chứng Cushing, ung thư thượng thận, tăng huyết áp thai kỳ, cường giáp, cường cảnh giáp và to đầu chi, các nguyên nhân liên quan đến chu phổi hay là tiền phổi. Ví dụ như tiền phổi, đây là một số trường hợp bệnh nhân đi chích ngừa lo lắng chúng ta vẫn hay gặp trong số trường hợp này. Trong lúc phẫu thuật hoặc là hậu phẫu, bệnh nhân giảm oxy, tăng kháng khí, nó cũng gây ra những trường hợp như vậy. Ngoài ra những cái bệnh lý mà đi kèm theo nó làm cho huyết áp nó tăng, ví dụ như chúng ta biết là béo phì, ngưng thở lúc ngủ, ít hoạt động thể lực, uống rượu, uống thuốc lá, tăng axit uric, tăng cholesterol và đái tháo đường, đây là những bệnh lý đi kèm theo mà khi điều trị tăng huyết áp thế nào chúng ta cũng gặp với một mức độ rất là cao. Như vậy chiến lược điều trị của tăng huyết áp chúng ta là gì? Theo Hội Tim mạch Việt Nam chúng ta đã thống nhất với nhau rằng là chúng ta có các chiến lược sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải giáo dục sức khỏe cho người dân để thay đổi lối sống. Thứ hai là chúng ta phải lựa chọn thuốc phù hợp, đây là vấn đề chúng tôi sẽ đề cập hôm nay nhiều hơn một tí. Thứ ba là tư vấn và giáo dục bệnh nhân, tư vấn để có được một cái sự cộng tác của bệnh nhân khi chúng ta bắt đầu cái phác đồ điều trị và các cái chương trình cộng đồng truyền thông. Chúng tôi cũng đang tham gia làm một cái phần mềm cho các bạn từ Bắc Chi Nam, chúng ta có thể ứng dụng, đó là phần mềm Score, mà hôm nay chúng tôi sẽ có một cái slide giới thiệu sơ về cái tên để các bạn sau này có thể ứng dụng. Và mục tiêu điều trị tăng huyết áp thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu, gồm có cái mục tiêu sau đây là chúng ta phải chọn được các thuốc làm giảm nguy cơ lâu dài. Đây là cái điều quan trọng, bởi vì chúng ta không biết được cái thuốc. Chúng ta biết tăng huyết áp nhưng mà chúng ta phải biết bệnh nhân chúng ta có bệnh gì, yếu tố nguy cơ gì và nằm ở nguy cơ cao hay nguy cơ thấp, vân vân, các bệnh đồng mắc như thế nào thì chúng ta phải biết chọn được cái thuốc như vậy. Thứ hai là xác định được ngưỡng huyết áp ban đầu. Chúng ta biết người ta có tăng huyết áp thì chúng ta phải biết cái ngưỡng chúng ta sẽ điều trị tới đâu và chúng ta dừng lại ở đâu và chúng ta sẽ không cho thêm thuốc. Thứ ba là kiểm soát được các yếu tố nguy cơ tim mạch và các cái bệnh đồng mắc, đó là quan trọng, bởi vì các yếu tố nguy cơ tim mạch một khi nó đi với nhau không phải là 1+1=2, mà chúng ta là một yếu tố nguy cơ này cộng một yếu tố nguy cơ khác thì nó sẽ làm cho cái vấn đề nguy cơ tim mạch của bệnh nhân tăng lên hàng số mũ chứ không phải là cấp số cộng nữa. Xác định các yếu tố cơ bản để giúp cho sự tuân trị tốt hơn, đây là cái điều quan trọng, bởi vì có thể là bệnh nhân thuốc mắc tiền quá hoặc là bệnh nhân này ở xa quá hay là chỗ đó không có thuốc thì chúng ta có điều chỉnh như thế nào, thì đây là các yếu tố cản đã điều trị của bệnh nhân mà chúng ta phải biết. Như vậy để có một bệnh nhân tăng huyết áp rồi thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi tiếp cận bệnh nhân theo các câu hỏi cơ bản sau đây. Thứ nhất là yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân này là gì, nhiều hay ít, tổn thương cơ quan đích của bệnh nhân này có hay chưa, nên các biểu hiện lâm sàng và các biểu hiện cận lâm sàng, ví dụ như điện tâm đồ, siêu âm tim có phì đại thắt hay chưa, điện tâm đồ có phì đại thắt trái hay chưa, hay là chưa có, như vậy chúng ta sẽ tiếp cận một cách khác nhau. Mà bệnh đi kèm đó là bệnh đồng mắt của bệnh nhân có hay không thì chúng ta sẽ điều trị theo hướng từng cá thể một, tức là từng cá thể trong nhóm, chúng tôi gọi là nhóm cá thể chứ còn nói từng cá thể thì nó có vẻ nó lẻ quá. Như vậy chúng ta sẽ điều trị theo từng nhóm cá thể một, và nếu chúng ta không có các cái yếu tố nguy cơ tổn thương cơ quan và bệnh đồng mắt đi theo thì chúng ta điều trị một cách đơn thuần là tăng huyết áp đơn thuần, thì chúng ta sẽ điều trị theo hướng chung theo các mục tiêu. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta theo cái hướng dẫn của Mỹ hay là châu Âu thì chúng ta đều biết là chúng ta phải phân ra là nguy cơ cao hay là nguy cơ rất cao, đây là cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta phải điều trị ngay và hạ huyết áp sớm trong vòng 6-8 tuần, hay là trong vòng 2-3 tháng lại chúng ta phải kiểm soát được huyết áp của bệnh nhân. Thì chúng ta rõ ràng là chúng ta đều biết là chúng ta nếu bệnh nhân đã có bệnh tim mạch rồi, bệnh nhân có biểu hiện những hình ảnh rõ ràng mình mảng sơ vữa rồi, hay bệnh nhân có bệnh nhân đái tháo đường rồi, hay là bệnh nhân có bệnh thận mạng rồi, hay là bệnh nhân có score tức là trên 10, thân bản score 10 năm trên 10%, thì rõ ràng đây là những bệnh nhân nguy cơ rất cao và chúng ta bắt buộc phải kiểm soát huyết áp của người ta xuống càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Bên cạnh đó là các bệnh nhân nguy cơ cao hay là nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ thấp thì chúng ta đã biết cái bảng này rồi. Như vậy thì rõ ràng là đây là cái nhóm đỏ, là nhóm bệnh nhân nguy cơ rất cao. Chúng tôi đang viết lại cái phần mềm trên các iOS và Android và sẽ up trên mạng, và chúng ta sẽ giới thiệu cho bệnh nhân để đánh giá cái bảng score này và Việt hóa nó bằng tiếng Việt
Hoàn toàn để cho bệnh nhân có thể đánh giá được mình đã ngỡ nguy cơ là bao nhiêu phần trăm trong tim mạch trong trong 10 năm chẳng hạn vậy. Như vậy thì chúng phần mềm đã được viết gần như hoàn tất và chỉ cần còn lại chờ để up lên trên cái hệ thống iOS, tức là đóng tiền để up lên iOS hoặc là Android để cho chúng ta giới thiệu cho bệnh nhân của chúng ta. Hy vọng trong tương lai rất gần, với sự hỗ trợ của công ty Viatris Milan Upjohn Việt Nam á, thì đã phần mềm đã được viết xong và sẽ cập nhật trong tương lai gần. Như vậy thì đây là cái phân độ nguy cơ theo cái gọi là phân hội tăng huyết áp thế giới cũng như là Mỹ, thì người ta phân độ như thế này: đây là nguy cơ rất cao, rất nguy cơ cao và nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp. Như vậy thì rõ ràng có hai ba yếu tố nguy cơ mà huyết áp từ 140 trở lên thì rõ ràng là đã là cao rồi, hoặc chúng ta có ba yếu tố nguy cơ hoặc có tổn thương cơ quan đít rồi, bệnh thận rồi, đái tháo đường rồi, như vậy đó là nó cao rồi. Như vậy đây là cái nhóm đỏ này chúng ta phải kiểm soát ngay từ đầu, càng sớm càng tốt, và chúng ta phải chọn đúng cái thuốc để chúng ta kiểm soát nó trong vòng vài tuần. Như vậy thì khuyến cáo can thiệp bằng thuốc sớm trên bệnh nhân nguy cơ tim mạch rất cao thì như thế nào? Thì rõ ràng là ở giai đoạn bình thường cao thì chúng ta tất cả các giai đoạn này thì chúng ta đều phải thay đổi lối sống trước, điều đây là điều quan trọng. Thì nếu người ta vẫn giữ cái lối sống mà không có được tốt thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ kiểm soát được huyết áp. Như vậy thì giai đoạn bình thường cao thì gần như chúng ta sẽ điều chỉnh lối sống, và sau đó nếu bệnh nhân nguy cơ rất cao thì đặc biệt là có bệnh tim mạch, bệnh mạch vành thì chúng ta phải điều trị bệnh mạch vành nó kèm theo. Nếu bệnh tăng huyết áp độ 1 thì rõ ràng chúng ta phải can thiệp bằng thuốc, ngoài ra thay đổi lối sống. Tăng huyết áp độ 2 cũng vậy, sử dụng thuốc điều trị, và tăng huyết áp độ 3 cũng sử dụng thuốc điều trị ngay từ giai đoạn mà chúng ta chẩn đoán tăng huyết áp cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nguy cơ rất cao thì giai đoạn 1 chúng ta có thể sử dụng 1 tới 2 thuốc và để kiểm soát ngay cho bệnh nhân đó. Như vậy can thiệp bằng thuốc trên các bệnh nhân nguy cơ vừa và thấp thì chưa có bệnh động mạch vành là bệnh thận thì hoặc là tổn thương cơ quan đít thì rõ ràng chúng ta sẽ kiểm soát trong vòng 3 tới 6 tháng. Như vậy thì mục tiêu điều trị tăng huyết áp xác định dựa trên các cái tuổi và bệnh động mạch thì như thế nào? Rõ ràng là chúng ta phải biết là tăng huyết áp đó đơn thuần không có bệnh lý gì kèm theo, ngoài là chúng ta có biết bệnh đó là tăng huyết áp có đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh mạch vành hay đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua hay không. Như vậy thì rõ ràng nếu bệnh nhân từ 18 tuổi đến 65 tuổi thì rõ ràng là tăng huyết áp bình thường thì chúng ta sẽ kiểm soát huyết áp từ 120 tới 130 là rất là tối ưu. Tuy nhiên có đái tháo đường thì 120 tới 130 tâm thu, và bệnh thận mạn 130 tới 139. Đối với bệnh mạch vành thì chúng ta cũng 120 tới 130, và đối với đột quỵ thì chúng ta giữ mức huyết áp từ 120 tới 130 mm thứ ngân và không nên thấp hơn, bởi vì các nghiên cứu thì thấp hơn thì nó làm cho những cái biến cố khác, ví dụ tụt huyết áp nặng thì bệnh nhân sẽ biến cố này. Như vậy thì đối với bệnh nhân lớn tuổi hơn, tức là bệnh nhân nhóm bệnh người cao tuổi thì từ 64-79 thì cái huyết áp mục tiêu của chúng ta cao hơn một tí. Đối với người tăng huyết áp không có các bệnh kèm theo thì là 130 tới 139, đái tháo đường thì 130 tới 139, vân vân. Bệnh mạch vành cũng vậy, 130 tới 139, và đột quỵ cũng vậy. Tuy nhiên bệnh nhân trên 80 tuổi thì chúng ta sẽ giữ huyết áp ở mức cao hơn một tí, không có bắt buộc, và chúng ta giữ huyết áp quá thấp mình là 130 tới 140 là vừa. Như vậy thì cái trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ tư vấn bệnh nhân vừa dựa vào các cái bản thôi thay đổi lối sống, thì chúng ta sẽ giảm cân nặng, chế độ ăn DASH chắc mọi người đều biết là nếu chúng ta thực hiện tốt các cái chế độ ăn này thì chúng ta đã góp phần kéo huyết áp xuống từ 2 tới 20 mm thủy ngân cho bệnh nhân. Và như vậy thì rõ ràng thuốc chúng ta sẽ sử dụng ít hơn, và có thể chúng ta chuyển từ hai thuốc thành một thuốc với cái chế độ ăn DASH này. Như vậy chúng ta phải cho bệnh nhân ngưng thuốc lá, tiết chế vừa phải hoạt động thể lực và giảm chế độ ăn muối, giảm muối. Nếu bệnh nhân không có suy tim thì giảm 6 mg muối một ngày. Tuy nhiên nếu bệnh nhân có suy tim, các bệnh lý kèm theo thì có thể lượng muối này chỉ còn 3 tới 1,5 g muối mỗi ngày. Và như vậy chúng ta góp phần giảm cái giảm huyết áp của bệnh nhân bằng chế độ ăn. Như vậy thì về thuốc thì như thế nào? Chúng ta về cơ bản thì chúng ta có các nhóm thuốc chính sau đây, đó là tôi đi viết theo thứ tự là ABCD là ABCD. Như vậy thì rõ ràng là A là chúng ta dùng nhóm ức chế thụ thể mang chuyển, B là beta blocker, C là calcium channel blocker và D là diuretic. Như vậy thì còn những nhóm thuốc khác dưới đây chúng tôi chấm chấm chấm, và còn gì những thuốc nhưng mà nó không phổ biến hơn nhưng mà nó dùng cho những đối tượng bệnh nhân cụ thể, ví dụ ức chế alpha rồi các thứ. Như vậy thì chúng ta đây là những nhóm thuốc đầu tay để điều trị tăng huyết áp, trong đó có những nhóm thuốc mà chúng ta phải kết hợp với nhau, ví dụ như ức chế A kết hợp với C hoặc là B kết hợp với C hay là A kết hợp với C hoặc là D. Như vậy thì đó tùy theo các cái bệnh nhân ở bệnh động mắt mà chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Như vậy theo cái ESC cũng như theo hội tim mạch hội phân tăng huyết áp Việt Nam thì chúng ta rõ ràng là nếu bệnh nhân có cái huyết áp
cao thì chúng ta nghiên cứu sử dụng kết hợp A với lại C, chúng ta gọi là AC hay là ống kế băng chuyển, là thụ thể kết hợp với ống chế canxi hoặc là lợi tiểu, hoặc là chúng ta kết hợp ngay từ đầu, hoặc chúng ta kết hợp với từ đầu kết hợp viên kết hợp liều thấp. Đối với một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng một thuốc nếu chúng ta quen với lại loại thuốc đó và cái bệnh chỉ định bắt buộc của thuốc đó thì chúng ta sẽ sử dụng một thuốc. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân có huyết áp cao thì huyết áp cao từ 10 qua độ 2 trở lên thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái thuốc kết hợp và chúng ta giảm huyết áp xuống. Như vậy đối với những bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị thì chúng ta phải kết hợp các thuốc lại với nhau và ít nhất từ 2 đến 3 thuốc trở lên để chúng ta kiểm soát huyết áp. Như vậy nếu như bệnh nhân có cái tăng huyết áp mà có bệnh động mạch vành thì rõ ràng là chúng ta phải ưu tiên kết hợp ức chế băng chuyển thụ thể hoặc là thụ thể kết hợp với ức chế beta, hoặc là nếu cộng thêm có thể là cộng thêm ức chế canxi nhóm không phải là hydropyridine mà là non-hydropyridine. Và chúng ta nếu bệnh nhân có biểu hiện ép thấp thì chúng ta có thể sử dụng thêm lợi tiểu, hoặc là bệnh nhân có dư bú nước thì chúng ta phải sử dụng thêm lợi tiểu trong cái nhóm bệnh nhân này. Và như vậy thì phối hợp ba, nếu bệnh nhân mà các cái không kiểm soát được thì chúng ta tiếp tục tăng các liều thuốc lại lên và chúng ta giữ kiểm soát được huyết áp cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có bệnh thận mạng thì chúng ta tùy theo cái độ thanh lọc creatinine chúng ta vẫn xét sử dụng nhóm ức chế băng chuyển hoặc cụ thể nếu như độ thanh lọc creatinine chưa cao, và chúng ta sử dụng ức chế canxi, đây là ưu tiên đầu tiên. Và sau đó là chúng ta sử dụng lợi tiểu nếu như bệnh nhân vẫn còn sử dụng lợi tiểu được. Nghe nếu bệnh nhân tới giai đoạn mà suy thận giai đoạn cuối rồi hoặc là chạy thận thì rõ ràng là lợi tiểu không còn có ý nghĩa nữa thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm ức chế canxi là chính. Và như vậy thì nếu bệnh nhân kháng trị thì chúng ta vẫn tiếp tục tăng các thuốc này lên và dùng với cái liều tối đa cho phép. Như vậy thì theo điều trị mới đây của phân hội tăng huyết áp và thế giới 2020 thì người ta vẫn khuyến khích là khi đối với những trường hợp mà chúng ta phát hiện tăng huyết áp, nhất là những bệnh nhân tăng huyết áp cao từ độ 2 hoặc độ 1 mà nguy cơ tim mạch kèm theo rất cao thì chúng ta nghĩ ngay tới chuyện vấn đề là kết hợp ABC, có nghĩa là ức chế băng chuyển hoặc cụ thể kết hợp với ức chế canxi. Bước 1, bước 2 cũng vậy. Ức chế băng chuyển hoặc ống chế băng chuyển hoặc chế thụ thể kết hợp với chế canxi, và sau đó là nếu mà bước 3 thì chúng ta kết hợp giữa hai thứ này với lại lợi tiểu, mà ngoài ra chúng ta có thể kết hợp với các chế beta tùy theo cái bệnh động mắt, đó là bệnh nhân có phi tim hay là bệnh nhân có bệnh mạch vành hay không. Do đó chúng ta thấy rằng phổ biến trong các phác đồ này là lúc nào cũng có là A với C đi với nhau. Rõ ràng là A với C thì bây giờ nó trở thành là sự kết hợp và có thể chấp nhận được trong rất nhiều các cái nhóm bệnh nhân, gọi là phân nhóm bệnh nhân đi theo. Như vậy trong một số trường hợp hoặc một số quốc gia thì chúng ta thấy rằng là ngay cả quốc gia phát triển thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cũng gần 70-80% số trường hợp, 70% số trường hợp là họ vẫn điều trị đơn trị. Bởi vì do một số trường thói quen của họ chưa có sự kết hợp, cũng như có thể là một số trường hợp bệnh nhân đó người ta cải thiện lối sống tốt và người ta điều trị đơn trị. Trong khi đó thì đơn trị thì nó là một cái điều trị mà chúng ta phần lớn các bác sĩ chúng ta vẫn quen. Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp được các thuốc với nhau thì cái liều cao nhất của một cái đơn trị chúng ta sẽ không sử dụng tới, và chúng ta sẽ sử dụng liều thấp và kết hợp. Như vậy thì giảm tác dụng phụ của các thuốc với nhau và chúng ta sẽ dễ dàng được kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên là lần khám ban đầu lúc nào chúng ta cũng nên dùng hai viên để chúng ta có thể hiệu chỉnh các cái liều để chúng ta tìm viên phối hợp ở cái lần tái khám tiếp theo thì nó dễ dàng hơn. Như vậy thì khi nào thì chúng ta chọn đơn trị trong các điều trị tăng huyết áp? Về rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta có mà tăng huyết áp cao từ đầu thì chúng ta nên phối hợp. Tuy nhiên trong trường hợp mà huyết áp không cao lắm thì mà không có yếu tố nguy cơ cao nhiều thì chúng ta rõ ràng là chúng ta có thể điều trị đơn trị tùy theo cái bệnh động mắt của bệnh nhân và chúng ta có thể cũng kiểm soát được huyết áp. Như vậy thì đây là cái khuyến cáo EEC 2018 cho những bệnh nhân dùng đơn trị. Nếu chúng ta tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp thì rõ ràng chúng ta điều đầu tiên lúc nào chúng ta cũng thay đổi lối sống. Sau đó chúng ta dùng đơn trị liều thấp và theo dõi trong vòng 1 tới 3 tháng để chúng ta kiểm soát được huyết áp thì chúng ta cứ tiếp tục làm sao. Còn trong trường hợp chúng ta thay đổi lối sống và điều trị muốn cái sự tác dụng phụ ít và chúng ta muốn kiểm soát tốt hơn mà chúng ta cũng quen với các nhóm thuốc cũng như là quen các nhóm bệnh nhân thì rõ ràng chúng ta có thể phối hợp liều thấp ngay từ đầu cho những bệnh nhân này cũng được, thì nó cũng tương đương nhau chấp nhận được. Tuy nhiên nếu giai đoạn đầu tiên mà chúng ta gặp những bệnh nhân huyết áp cao, giai đoạn 2 trở lên thì mà nguy cơ cao thì rõ ràng chúng ta nên phối hợp từ đầu để cho chúng ta kiểm soát được huyết áp sớm cho bệnh nhân.
Như vậy tăng huyết áp độ 1 hay độ 2 thì thay đổi lối sống là quan trọng, và cân nhắc đơn trị hoặc là phối hợp điều trị liều thấp để chấp nhận được. Như vậy thì các nhóm thuốc nào để khởi trị thì rõ ràng là chúng ta nhắc lại một lần, đó là ESC người ta khởi trị là phối hợp đôi. Đầu tiên lúc nào người ta cũng phối hợp đôi, trong một số trường hợp phối hợp đôi như cái slide trước để trình bày, thì tùy theo nhóm bệnh nhân nguy cơ thấp và huyết áp không cao chúng ta có thể điều trị đơn với nhau. Như vậy thì phối hợp đôi thì chúng ta rõ ràng thấy là ABC đi với nhau, ABC có nghĩa là ức chế băng chuyển hoặc là thụ thể đi với ức chế canxi hoặc là lợi tiểu, đó là theo ESC 2018. Theo ISH 2020 mới năm vừa rồi thì rõ ràng là bước 1 người ta cũng khuyến khích chúng ta phối hợp liều đôi hai thuốc với nhau ở cái liều thấp, gồm có hai nhóm thuốc mà phổ biến chúng ta vẫn nhắc tới nhắc lui, đó là ức chế băng chuyển thụ thể hoặc là thụ thể đi với ức chế canxi. Như vậy thì khi nào thì dựa nên lựa chọn đơn trị liệu trong điều trị tăng huyết áp, rõ ràng là chúng ta có cái tăng huyết áp độ 1 hoặc là nguy cơ tim mạch thấp, còn lại chúng ta nên khởi trị bằng tăng huyết áp với là viên hai viên rời trong giai đoạn tới khám đầu tiên. Nếu chúng ta quen thì cho luôn viên kết hợp ngay từ lần chúng ta gặp bệnh nhân đầu tiên. Như vậy thì rõ ràng là các cái nhóm thuốc này đều đã được nghiên cứu và đã có bằng chứng, có đầy đủ các nghiên cứu là mức bằng chứng nhóm 1, mức bằng chứng A. Do đó chúng ta nếu chúng ta sử dụng đúng các nhóm thuốc thì rõ ràng là chúng ta đã có các cái nghiên cứu trong tay và chúng ta yên tâm trong cái việc sử dụng của mình. Như vậy thì giữa cái nhóm chế canxi và chế thụ thể thì chúng ta khi mà kết hợp với chữ A đầu tiên á, có nghĩa là A cộng C hoặc là A cộng D, thì rõ ràng chúng ta A cộng C có nghĩa là chế băng chuyển hoặc cụ thể cộng với chế canxi, thì rõ ràng trong những bệnh nhân mà chúng ta bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa chúng ta có thể sử dụng được, bệnh nhân gút, bệnh nhân không dung nạp với lợi tiểu, bệnh nhân yêu cầu, đôi khi bệnh nhân thích, bệnh nhân yêu cầu nhưng mà cái này ít phổ biến, bệnh nhân có vị đại thất trái, đau thính ngực, suy thận, COPD và xe vữa động mạch chi dưới, vân vân. Đối với những bệnh nhân ở cái nhóm chúng ta sử dụng lợi tiểu thì rõ ràng các bạn làm tim mạch qua là nội tổng quát cũng quen rằng là lợi tiểu chúng ta sẽ sử dụng cho nhóm bệnh nhân mà sử dụng ứ dịch, ứ muối nước nhiều thì chúng ta sử dụng lợi tiểu, tùy theo nhóm hoặc tùy theo chức năng thận chúng ta sử dụng lợi tiểu nhóm giữ kali hay là không giữ kali. Và ngoài ra thì có một số trường hợp chúng ta sử dụng lợi tiểu trong khi chúng ta sử dụng chiếc canxi mà nó có phụ dâm, như vậy thì chúng ta sử dụng giữ liều thấp. Và chúng ta nghi ngờ có suy tim hoặc là có bằng chứng suy tim thì chúng ta sử dụng lợi tiểu, đó là những chỉ định bắt buộc của lợi tiểu. Như vậy thì ISH 2020 thì ưu tiên khởi trị bằng cái phối hợp đó là A với C với nhau, và chúng ta đã nói tới nó lui rồi đó nghe. Chúng ta tối ưu là chế băng chuyển hoặc thụ thể đi chung với chế canxi là một lần nữa. Bước 2 cũng tương tự như vậy. Bước 3 phối hợp 3 có nghĩa là lúc đó chúng ta thêm các thuốc cũng có lợi tiểu vào chế beta đi kèm theo hoặc tăng liều của thuốc này lên. Như vậy thì chặn beta là một trong những nhóm thuốc mà chúng tôi bác sĩ tim mạch can thiệp lúc nào cũng sử dụng và sử dụng rất là thường xuyên, bởi vì là bệnh mạch vành thì chúng ta sử dụng chế beta đối với những bệnh nhân có bệnh mạch vành hoặc bệnh thiếu máu cơ tim, hay là nhất định nhất là khi bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim cũ vòng 1-2 năm thì rõ ràng chế beta là bắt buộc trong trường hợp này, hoặc là bệnh nhân có suy tim thì cũng là chế beta. Như vậy thì nói về ức chế canxi thì rất là nhiều, như vậy bằng chứng nó ở đâu thì đây là những cái nghiên cứu mà từ nhiều năm nay người ta đã nghiên cứu, nhất là nghiên cứu Revan, nghiên cứu Camelot, nghiên cứu Ascot, DPOA hay là nghiên cứu ONHAP, chúng ta đều biết rồi. Thì rõ ràng là giảm tất cả các tiêu chí gọi là nhập viện, hay là giảm luôn các cái tái thông mạch vành, giảm nhập viện và giảm đau ngực, giảm tái thông mạch vành hoặc giảm tỷ lệ tử vong cho các biến cố tim mạch thì đều thể hiện trong các nghiên cứu ngẫu nhiên này. Như vậy thì rõ ràng là đây là cái nhóm thuốc mà chúng ta đã có bằng chứng rất là nhiều và chúng ta yên tâm sử dụng mà khi chúng ta gặp những bệnh nhân thích hợp. Như vậy thì khi khởi trị bằng viên phối hợp đôi thì chúng ta lựa chọn là ức chế canxi hay là ức chế lợi tiểu, thì rõ ràng là chúng ta viên phối hợp ức chế thụ thể hoặc băng chuyển với canxi thì trong hầu hết các trường hợp, còn chúng ta cân nhắc kết hợp nhóm thuốc này tức là ức chế băng chuyển hoặc thụ thể với lại lợi tiểu là cho các bệnh nhân đột quỵ, bệnh nhân lớn tuổi, suy tim mới mắc hoặc là không dung nạp được ức chế canxi. Như vậy rõ ràng là đây là cái mô hình huyết động mà chúng ta vẫn biết rằng là tăng huyết áp thì gồm có cung lượng tim nhân cho sức cản ngoại biên. Như vậy thì tất cả các cái mỗi bệnh nhân nó nằm ở cái nhóm tùy theo những cái nguyên nhân của họ mà cái nó gây ra cuối cùng là huyết áp nó cao. Như vậy thì rõ ràng cuối cùng là sức cản ngoại biên tăng cộng với cung lượng tim tăng nó làm cho huyết áp cao. Như vậy thì tùy theo bệnh nhân, nếu chúng ta có một bệnh nhân quá nhiều stress thì chúng ta phải cho nhóm thuốc và giảm cái lo lắng cho họ. Đối với những bệnh nhân mà béo phì thì chúng ta phải bắt người ta vận động, vân vân. Đối với những bệnh nhân
ví dụ như là sử dụng natri nhiều quá, những bệnh nhân vùng biển chúng tôi hay gặp ở bờ Bình Thuận chẳng hạn, thì phía trong này là Bình Thuận, những Bình Thuận hay Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ hay gặp những bệnh nhân này, thì nói rằng chúng ta sẽ cho những nhóm thuốc mà cho bệnh nhân lợi tiểu kèm theo. Như vậy thì chúng ta để nắm cái sổ này để chúng ta biết rằng chúng ta phải cá thể hóa khi chúng ta lựa chọn cái thuốc cho bệnh nhân. Như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta cá thể hóa nó vô thì rõ ràng các bạn đều thấy rằng nếu mà khối lượng dịch tăng thì chúng ta phải có lợi tiểu, hoặc là khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân tăng giao thần kinh giao cảm hoặc có suy tim thì rõ ràng chúng ta sử dụng ức chế beta, hoặc là chúng ta sử dụng ức chế canxi cho những cái bệnh nhân mà tăng sức cản ngoại biên quá mức, hoặc là chúng ta sử dụng ức chế thụ thể hoặc ức chế vận chuyển trong những trường hợp mà tăng sức cản ngoại biên và điều trị suy tim. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta điều trị ngay trên các cơ chế của bệnh nhân, cơ chế gây tăng huyết áp, và chúng ta sẽ mang lại những cái lợi ích thiết thực cho bệnh nhân và cải thiện được các tiên lượng, cái tỷ lệ nhập viện cũng như là các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Như vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn trên cái bảng này và chúng ta thấy rằng tất cả các nhóm thuốc đều có mức bằng chứng gần như là 1A, có nghĩa là khuyến cáo và là khuyến cáo cao nhất hiện tại chúng ta có. Như vậy thì chúng ta chỉ cần một việc cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng chọn đúng cá thể của bệnh nhân đó nằm trong cái nhóm thuốc này, thì chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà không có lo lắng là hiện tại thuốc này đã có nghiên cứu hay chưa. Như vậy thì rõ ràng là đối với những bệnh nhân suy tim chúng ta phải sử dụng những thuốc ức chế mang chủng hoặc thụ thể hoặc kèm theo lợi tiểu. Đối với những bệnh nhân tăng huyết áp mà có bệnh thận chẳng hạn và chống ý định các nhóm thuốc kia thì chế canxi nó sẽ là sử dụng. Như vậy đây là những nhóm thuốc mà chúng ta đều thấy rằng rõ ràng là mức chứng cứ đều là mức chứng cứ A, chỉ có một trường hợp không được kết hợp giữa ức chế vận chuyển cộng với ức chế thụ thể là không được kết hợp với nhau, đây người ta đã nghiên cứu rồi và chúng ta không được phép kết hợp hai nhóm thuốc này với nhau mà thôi. Như vậy thì tất cả các nhóm thuốc này còn lại đều có thể kết hợp được trong những bệnh cảnh cụ thể và đã có nghiên cứu rõ ràng là mức bằng chứng, là mức bằng chứng 1A. Như vậy thì đây là các nhóm thuốc mà chúng ta vẫn hay sử dụng trên lâm sàng, ức chế canxi, lợi tiểu, hay những trường hợp ức chế vận chuyển hay ức chế thụ thể vân vân, thì tất rõ ràng là chúng ta đều có ở các liều lượng ở đây, và tùy theo cái đối tượng bệnh nhân chúng ta tiếp cận mà chúng ta sẽ có ứng dụng. Ví dụ trong trường hợp chúng ta sẽ amlodipine liều 2,5 hoặc liều 5. Như vậy thì rõ ràng đây là cái thuốc mà chúng ta có rất là nhiều nghiên cứu, như cái slide trước đây đề cập, hay là những nhóm thuốc ức chế vận chuyển hay thụ thể có rất nhiều nghiên cứu trong các trường hợp tăng huyết áp hoặc là suy tim mà chúng ta đã ứng dụng rất nhiều, hoặc là nhóm valbenazone đây cũng là có nghiên cứu trong bệnh nhân điều trị suy tim nếu có tăng huyết áp kèm theo. Như vậy thì cái bản tóm lược chung một chút là chúng ta có những cái bản chung đây, ví dụ suy tim rõ ràng chúng ta có thể dùng lợi tiểu, chế beta, chế vận chuyển hoặc là chế thụ thể cộng với lại kháng androsterone. Như vậy thì chế canxi chỉ sử dụng khi nào bệnh nhân, trong những nhóm bệnh nhân này khi nào bệnh nhân có tăng huyết áp cao kèm theo chúng ta mới cần phải kiểm soát, mà các thuốc khác không tăng liều được. Sau nhồi máu cơ tim bắt buộc chúng ta phải sử dụng chế beta, chế vận chuyển vân vân, hay là bệnh nhân mạch vành nguy cơ cao thì đó là chúng ta cũng sử dụng các thuốc lợi tiểu, chế beta và chế vận chuyển. Đối với bệnh nhân đái tháo đường thì rõ ràng chúng ta cũng sử dụng ngay các thuốc chế vận chuyển và chế thụ thể, đây là những cái thuốc bắt buộc cho bệnh nhân. Bệnh thận mạng thì rõ ràng là chế vận chuyển nếu như chức năng thận chưa có quá tệ là chế hoặc là cụ thể, và phòng ngừa đột quỵ thì rõ ràng chúng ta dùng chế vận chuyển hoặc là và chúng ta sử dụng lợi tiểu, đây là cái nghiên cứu. Như vậy thì nội dung thì thời lượng thì không có cho phép kéo dài, thành ra chúng tôi xin trình bày ngắn gọn như vậy, và chúng tôi có một số kết luận sau đây. Thứ nhất là tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ tim mạch chính, và là chẩn đoán tăng huyết áp là một chẩn đoán trên lâm sàng. Phong độ tăng huyết áp là một và mức độ nguy cơ giúp cho tiếp cận tích cực và hiệu quả. Mặc dù phần lớn là tăng huyết áp nguyên phát, tuy nhiên việc tìm các nguyên nhân hoặc các yếu tố liên quan của tăng huyết áp cần phải thực hiện để giúp cho kiểm soát huyết áp được nhanh chóng, và lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp trở nên đơn giản hơn khi đã xác định được cái nhóm nguy cơ bệnh đồng mắc, cơ chế bệnh sinh. Phần trình bày của tôi đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp các đầu cập.